vào nữa thì đây này, nhưng mà nó có cô đây ba này, dắt đi xem nào. Hello anh nhá, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương trình series chọn ai và buông ai. Hôm nay thì mình sẽ đá với hai con hàng được coi là có nét tương đồng với nhau, được gọi là thánh quỷ của Brazil. Đó là hai con hàng Neymar Jr và Vinicius Jr. Hai con thì bằng tỷ số nhau, giá thì xem nhau, mà chúng ta đưa về. Hai ông thì Vinicius 1m76-73kg, Neymar thì 1m75-68kg. Thể hình đều là nhỏ đâu, bên này thì nhỏ special 2/55, nhưng chân Neymar sẽ là có 2/55 nhìn hơn. Đó, về tốc độ thì Vinicius hơn, rê bóng thì Vinicius nhỉnh hơn. Đó, còn sút với chuyền thì ngang nhau đâu. Thể lực thì Vinicius cũng hơn. Đó, Neymar hơn cái chân 55, còn chỉ số đang thể hiện là từ rê bóng đến tốc độ Vinicius nhỉnh hơn. Để xem mà chúng ta vào xem thì cái chỉ số thể hiện được không. Còn bây giờ chỉ số ẩn này. Như vậy là Neymar hơn rất nhiều chỉ số ẩn. Vinicius chỉ có tinh tế ma tốc độ và qua người quá ít. Này qua người này, bấm bóng này, sút tầm ra ngoài, kiến tạo, tinh tế, sút xoáy và dễ bị chấn thương. Như vậy Neymar có khả năng sẽ là sút xa hay hơn, sút xa với ZD hay hơn đấy. Để chúng ta đi vào chương trình nhá. Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên với đôi cánh kỹ thuật của Brazil, Neymar Jr và Vinicius. Hiện tại thì đây sẽ là hai thế hệ. Neymar thì gần như là bắt đầu là sang bên kia giữa dốc của sự nghiệp rồi. Thì người thay thế nổi lên đó là Vinicius. Neymar ở gần đây thì dạo này ở tuyển Brazil thì không đá cánh như ngày xưa nữa rồi, đá số 10. Đá cánh thì nhường cho Vinicius luôn. Đó, đây là cánh trái đây. Đôi chân của Vinicius ngay lập tức mất bóng. Kìa, kìa. Đây này, Harry Kane này, hơi trống, có khoảng trống á, lo được á. Pen, đeo có pen mà cũng không có phần góc cay thật. Mà tốt, Neymar này thì cầm nó rất dễ đá rồi. Cột hai này, CR7, ô kìa, CR7 đánh đầu kiểu gì đây? Quả này không vào nữa thì nhiệm. Quả này không vào nữa thì nhiệm, truyền kìa. Chết chưa? Đường kiến tạo của Vinicius đầu tiên. Đấy rồi, Vinicius này, chê yếu này, nhưng mà nó có tốc độ. Neymar này. Neymar Jr. Nếu như cần bạn cần tự thăng hoa, hãy tìm đến Vinicius và Neymar Jr. Hay quá. Đó là phẩm chất người Brazil. Được không? Bắt chặt. Bịp rồi đấy. Hơi bịp rồi đấy. Kìa. Van Dijk phần hết. Van Dijk. Rồi. Căng nhờ. Đó, đi đâu? Chết chưa? Ok, chỉnh gôn. DD chết rồi đấy. DD của đấy là chết rồi đấy. Bulit đánh đầu được thì thắng. Đây này, đây này. Đây này. Xin nhẹ bàn thắng. 1-0. Chất Samba này. Chết chưa? Không vào quả đấy. Tí được. Đây rồi. Chân trái của trên phải của Neymar không được. Một cú dắt đề đầu tiên của Neymar, khóc góc đấy là khá đẹp rồi đấy, nhưng mà chưa ăn thua. Nhanh thế nhở, con hàng làm nhanh đấy, phải cứ đây xem như ấy, xem đá như hách. Anh em hãy thể hiện khả năng bắt hộ. Bây giờ thì chất thơ của Vinicius lên tiếng. Vinicius Junior. Ôi là Vinicius đá cánh ngay đấy nhở. Vinicius đá mùa này đá mê phết đấy này, mùa này hơi ít sửa ẩn thôi nhưng mà đá kìa. Nó đáng kìa, Pen. Ui rồi ôi, không có chỉ số ẩn ăn vạ nhá. Bịt ngay mà cái kiểu như này, động vào đây là chết rồi, sút một quả vào góc thế nào, sút được không? Pen bắt được kìa, cày thế nhờ. Bắt được luôn ạ. Vinicius này, đây mới là những cái thứ mà chúng ta đang cần ở một tiền vệ sáng tạo như Vinicius. Này, thay luôn này. Vinicius này, Pen. Kề chân rồi, làm của Pen nó đi. Thế có giả đấu giải FPL gì đó không? Tôi đang lập một cái team, nói chung là để đá cho vui vui, giao đi cuộn sắt. Tự hỏi
Con này nó lừa rồi, nó lừa được rồi. Vinicius bỏ lỡ Ben và phải trả giá. Này, Raika vẫn cứ là một cái CDM mà tôi phải đánh giá rất cao luôn. Và nó tắt bóng của nó không phải nghĩ. Nhưng mà chuyền ngược lại này, Vinicius này, sút một cái, thắng đi. Này, này, ôi kìa bạn chuyền chớ rồi. Kìa, kìa. Chuyện gì đang xảy ra khi mà Raika bỏ lỡ cơ hội từ vạch 5m50? Chuyển cho Neymar cái thể hiện cái này. Ui, không vặn sườn được đối phương. Quả đấy mà qua được con vợ ACL này là hay. Đi chạy nhanh nhỉ. Đập luôn. Ơ kìa. FC phản thầy rồi, toàn tập chơi rồi. Raikkonen ơi, bỏ lỡ cơ hội ở cái vạch 5m50 như thế là hại tôi rồi. Chết, không nói nhiều. Đó, cái cánh nào có Vinicius cánh đấy hay hơn. Rõ ràng rồi, cánh nào có Vinicius cánh đấy hay hơn. Vinicius đang nhìn hơn đấy nhé. Nếu như anh em cần một cái con cánh mà nó có khả năng cơ động và tốc độ hơn, đó là Vinicius, nhưng mà để là khả năng mà quẩy skill dẻo hơn ấy, thì đó là Neymar. Cảm giác đầu tiên là như vậy. Và 2/5 nữa, các thứ thì nó Neymar thì nó rút xa nhiều. Nhưng mình không rút xa nhiều thì có vẻ như là Vinicius mình hơn. Là hơn đấy. Cút rồi. Biết ngay mà. Chọt chui vào đấy xuống là chết rồi. Cút rồi. Vợ này phối hợp hay thế nhở. Nỗi nhục bởi là gì nữa. Hay. Đây rồi Neymar. Nó được. Cày thế. Bắt hộ. Hai đều. Đó là Ronaldo. Tôi cũng là một fan cuồng của ông giáo. No Line đã rescan 33.330 nháy. Đừng làm tôi thất vọng. Đây rồi nè. Đây này. Ô kìa. Chuyển chớ thế. Chớ vậy. Dẹt đi xem nào. 10 điểm cho Vinicius, 10 điểm cho Vinicius. Không phải đáng cãi nữa rồi. Tôi hiện tại đã trải qua 5 mối tình. Fine, đủ ý tí chưa? Đi mày, cái gọt lỗi luôn kìa. Ui dồi ôi, đá thế thì chết tôi rồi. Vinicius không gánh được đâu. Vinicius không gánh được đâu. Ui, BTB6 đá đéo gì kinh nhỉ. Đéo gì kinh như này. Đá gì kinh như nhỉ. Chết chưa, ức kìa. Không vào kìa. Chết chưa, không vào kìa. Đó. Tập trung là những cái bàn thắng như thế này là được. Ui. Tưởng hay nhưng mà đéo hay. Tưởng hay nhưng mà không hay. Neymar ơi, đang bị tuất thế so với Vinicius đấy nhá. À Vinicius này. Đây này, cột xa này, không vào. Đánh như thế mà vẫn bắt được. Vinicius tạt cũng hay. Làm cái gì cũng hay hết. Neymar này không được. Thầy dạy làm boy phố, thầy làm boy phố thầy nào nhỉ? Thầy nào dạy làm boy phố mà tôi không biết nhỉ? Anh em cho anh xin địa chỉ anh học cái. Anh muốn làm boy phố ấy. Đây này, Neymar Junior. Hai. Không được. Con, úi dồi nó khỏe kìa. Neymar vậy là không được rồi. Ủa kìa, truyền kìa. Út rồi. Gillette 54% chuẩn luôn. Còn vợ con chung nó đang thua tôi ở lượt vote kia. Đang chia tôi rồi. Cút. Chuyển lỗi một phát. Pha bóng lỗi của Vinicius. Cút luôn. Kìa. Kiểu gì. Phương Nam rồi, đá mấy trận đấy. Nick Phương Nam đá mấy trận đấy. Gì gôn rồi vẫn thua. Ghi bàn chưa? Neymar vứt đi.
thua xa Vinicius rồi, vứt đi. Cái này không vào nữa thì đây này, đây mới là người hay hơn, xử lý nó phải như vậy. Ui dồi ôi, không qua được thằng nào, mình cầm Neymar nếu hợp, cầm Neymar không hợp. Unit làm gì? Mà Unit làm gì đấy? Vợ ông muốn vậy này, đã thắng Unit à? Kìa. Vào luôn. Hên bóng chưa? Chết. Harry Kane. Đó, đá cứ phải ghi bàn vậy, điệt đuổi với ông này. Real Madrid của ông này khỏe phết. Đây này. Sút này, ra ngoài. Lần đầu tiên mà Vinicius làm phần lòng tôi, sút ra ngoài của đấy ạ. Lần đầu tiên mà Vinicius làm trái lòng tôi. Mày à, nó kìa. Bóng đá kìa. Phản công chết luôn. Đã biết là bắt rồi nhưng mà không kịp, kinh anh thật. Quả sút gần như chị. Bắt hộ đi. Đó là Harry Kane. Kìa, vẫn không vào. Vinicius hay lắm rồi đấy. Ramos cặp Varane ngon không nhỉ? Ramos cặp Varane thì còn về hỏi nữa. Con đấy lúc nào anh chả bảo là Real thì Ramos Varane với Rüdiger bao đấy mà đá thôi. Vẫn còn. Bắt hộ xếp chân cô đã bảo rồi, đôi khi cô đơn một mình là loi. Âm vang nghe gì nghe trong tay nghe, và tình yêu giờ đã lên ngôi. 1-0 ở phút đầu tiên. Cút rồi. Không hiểu bóng đá đang diễn ra kiểu gì ấy, không hiểu bóng đá đang diễn ra kiểu gì. Mà nó kiên liễu đôi bạn kìa. Bỏ lỡ phung phí như này là thua rồi. Ui tí bắt được. Em đi ơi. Đừng. Bình tĩnh. Giáo mắt bên. Đây rồi. Một quả. Chỉ xuống vào góc. Vẫn bắt được kìa. Đây này. Bắt tiếp. Bắt hộ. Bắt hộ đi. Bắt khét nó bỏ may mắn. Bắt như vậy mà đồ may mắn, không hiểu cái gì may mắn nữa. Vô pen tôi thành mất pen rồi. Cái mấy con vợ này nó chỉ sút bên đấy thôi mà, nó chỉ sút bên đấy với giữa là tôi bắt bài rồi. Đây rồi. Đéo được, này sút xa kém lắm. Con này sút xa thì lực hơi kém rồi. ZD được thôi, lực hơi kém, sút xa hơi kém. Không có khiếu khiển hay thằng Brazil này, thua rồi. Xin hãy người về nơi đây. Bàn tay yêu ớt của New em ở lại. Cứ phải để Harry Kane mới ghi bàn được cơ. Đội nhục buồn ở nhà, sao lại nói vậy, nó là huyền thoại, người ta là huyền thoại đấy. Vãi thật. Kìa. Vợ này nó có con Torres hay con cụm năm đá kinh thật. Mà cứ cho khe bổng nó chạy luôn kìa. Nó đỡ cái quả bóng mà bay phát Rudiger luôn là như này. Này, đẻ phát Rudiger chớ luôn. Mỗi mày biết chọc à? Tao biết chọc khe bổng nha đây. Đó là CR7. Đây, biết chọc khe bổng nha, đừng mà vớ vẩn với tôi à. Thằng đi chưa này. Ui dồi ôi. Skill này chết tôi rồi. Hay quá, xin 30k luôn, đó là Neymar. Ui dồi ôi, chuyển xấu thế. Đây rồi, Vinicius này, không làm tôi thất vọng. Không làm tôi thất vọng đâu, Ronaldo. Đường kiến tạo của Vinicius. Đóng luôn à. Để cho nó khoảng trống là chết rồi. Chuyền ngược lại cho Neymar này. Chuyền ngược lại Neymar tiếp này. Kỹ thuật này. Mất bóng luôn. Đây này.
thứ mà làm tôi nhớ nhất đó là pha chọc khe quả Vinicius như thế này, nhưng mà sút ra ngoài đâu hiểu sao quả đấy không lên lực kìa. Chuyên gia Bát Bèn dây ra icon 150 nên sút không thấy á, cũng năm á, cũng năm thì được, sút luôn được, nhưng mà con đấy đá không hay, mua khác đi. Ô vợ tỉnh ấy. Tôi sút lại kiểu đúng như vậy, cũng bắt được cái, bắt được cái, bắt ô kìa, gần được kìa, gần được kìa. Bắt hộ, bắt hộ, bắt hộ. Tomorrow. Má, toàn sút được lệch lệch thôi, nhưng nó không sút giữa đâu. Sút lệch lệch, nó không sút giữa đâu. Cút rồi, cút rồi. Biết ngay mà. Sàng ngang ý. Ăn quả này đôi ZD kìa. Đôi ZD kìa. Đôi ZD như này thì chịu sao đá rồi được. Vinicius siêu 9 trận. Neymar thì đấu 9 trận. Vinicius với 3 bàn thắng và hai đường kiến tạo, Neymar Junior chỉ có một bàn thắng, một đường kiến tạo thôi. Và sự đóng góp của đội chơi của Vinicius là tốt hơn là rất nhiều. Chỉ số Neymar và Vinicius thì Vinicius tốc độ tốt hơn, đó, tốc độ tốt hơn thì tốt hơn luôn. Tốc độ khả năng đóng góp của đội chơi tốt hơn. Neymar thì được cái hơn 2 chân 5 năm, như khả năng chuyển chọt và sút xa ZD bằng hai chân ok hơn. Đó, Vinicius thì sút bằng D hơi yếu. Nếu như mà mình dùng, nếu như mình để mà chọn một trong hai tỷ lệ cánh mà dùng, chắc em mình vẫn chọn Vinicius thôi. Tại vì mình thì không quan trọng về cái trên 5 năm để sút xa lắm, nên là mình sẽ chọn Vinicius. Neymar nếu như đã 2 trên 5 năm mà người nào cần thì chọn, nên chọn Neymar. Sút xa nhiều thì đến Neymar. Đó. Và mình chọn là Vinicius. Ok anh em.